sáng thôi nha các bạn. Nay mấy anh em mình thì mình anh Thảo với lại Xuyên có ba nhà, nó hành trình anh em đi Phan Thiết để nhé. Đầu tiên hành trình của mình thì sẽ đến Dinh Thầy Thím trước nha các bạn. Hôm nay mình đi ra ngoài đó đoạn đường dài bao nhiêu và mấy tiếng mình sẽ quay cho mọi người cùng xem nha. Xe có Xuyên nha các bạn. Đây, xe này là xe anh Thảo. Rồi, mình đi luôn. Ủa sao nãy anh Thảo đâu? Đổ xăng hả? Đổ xăng, ừ. À, thằng chi bởi nó.
xa kia là bãi biển nha các bạn. Để chút nữa mình vô mình quay chi tiết của cái phòng mình với lại phòng của sinh nhật, phòng của anh Thảo cho mọi người cùng xem nha. Cái này là không gian của phòng ăn của nhà hàng nha các bạn. Còn này là phòng ngủ của hai vợ chồng mình nha các bạn. Có một cái tivi, một cái giường và cái ghế ngồi, ghế màn nha. À, mình có được cái hành lang ở sau luôn nha các bạn. Wow, mát mẻ. Ở đây mình có cái view ngoài trời nha các bạn. Sân sau rộng lắm, đẹp. Phòng ngủ của hai con mình đây. Ở ngoài này mình chẳng nhìn thấy được ở trong nha các bạn. Vừa lúc ngủ thì mình kéo màn lại. Quên còn phòng của con mình đó, để vô mình review cho các bạn cùng xem. Mình có được hai cái ghế, chiều ra đây ngồi không mát. Nga để ngồi con. Để ngồi ghế. Rồi ngồi xuống. Ôi ôi, ghế cũng đẹp quá. Trời ơi đẹp. Ơi, chào em. Ơi, đóng cửa lại nha con. Có cái kiến luôn nha các bạn. Đây mình qua đây mình review tiếp phòng của con mình cho các bạn cùng xem. Ở trong đây là phòng đôi. Chào bà Trường nha. Ôi ôi, đây là phòng của hai anh gái mình nha. Ở bên đây cũng vậy, cũng có cái tivi. Chung là phòng này mở ra là nhìn thấy nguyên cái hàng tư ở sau, mát mẻ thoáng. Đèn ngủ cũng sờ luôn nha các bạn. Đây, mở đèn lên luôn. Bởi giá mà 2.3 triệu đối với mình là ok nha các bạn. Nếu có dịp và các bạn đi tới Phan Thiết Mũi Né thì mình cũng nên ghé Mũi Né bay ha. Rồi thôi thật tuyệt vời, nói chung là không còn gì để chê. Quên, đây mình cũng chưa mở đèn hết. Vô mình review cho các bạn xem cái phòng này nha. Ủa xin, cái phòng này là phòng 1.000.000 xin. À, phòng này phòng 1.600.000 nha các bạn. Ở trong nhà tắm thì vẫn có cái bồn tắm, có phòng kiến tắm, cũng có hai mặt trải đất trăng nha các bạn, cũng có đầy đủ y như bên phòng mình, nhưng mà phòng mình đâu cũng đẹp quá chứ, phòng đẹp. Có gắn máy lạnh nè, mở chưa?
Này là cũng giống phòng anh Trển, nhưng mà ở trên anh là Trển là 2 phòng đông. À, đây có thêm cái giường nhỏ để cho đứa nhỏ nữa nha các bạn. Còn giường lớn này của 2 vợ chồng, cũng có ghế dựa, rồi cũng có trường hình luôn. À, đây cũng có hàng tư ở trước nha các bạn. À, này ở sau chứ. À, ở đây ở sau thì này lầu 3 nên cái view được nhìn ra tới biển luôn. Cũng có 2 cái ghế các bạn, cũng như bên mình luôn. À, bên mình hình như bị thiếu các bạn. Phòng này thì 1.6 triệu, còn của trên mình thì 2.3 triệu. Đều phụ thu 2 đứa nhỏ, mỗi đứa 200 ngàn nữa là tổng cộng lại là 2.7 triệu nha các bạn. Đâu rồi, nhánh trứng đi con. Cô ba ăn chỗ đó hả ba? Ở này giống xoài dương không chị? Để xoài dương không? Dạ, xoài nước. À, xoài nước hả? Nó cũng giống xoài sữa quá ha. Khoan, để kêu 2 cái combo kia đi, cày nhiều rồi bắt đầu làm thêm. View 2 YouTuber luôn. Hello. Cái này đồn đi là ở đang ngon kia. Hai cái YouTuber chuyên nghiệp đấy bạn. Phúc Bình. Phúc Bình con là Phúc Bình. Hay quá.
Sáng nay nhà hàng cho gia đình mình được ăn buffet nha các bạn. Bên đây bò hầm. Bò hầm ba. Đây là cháo bò bằm nha các bạn. Súp cà rốt. Đây là xúc xích. Cũng giống bên kia nha các bạn. Như bên đây có thêm một dải nữa. Bún mì này, mì xào. Đa này cơm chiên xá xíu. Trời, cơm nhìn đẹp quá, màu đẹp, hấp dẫn. Đây là món bánh gạo thịt bằm nha các bạn. Khoai sọ hấp. Khoai sọ là khoai môn đó nha các bạn. Đây thì cũng giống bên kia, nhưng mà bên đây có thêm một dải nữa. Tại buổi sáng thì khách của khách sạn cũng đông lắm nha các bạn. Trái cây khai vị. Này cũng có món chanh dây luôn nha các bạn. Cái này là đu đủ. Dưa hấu. Và đây là món gì đây? Đây là da ua nha các bạn. Đây các bạn nhìn toàn cảnh đây. Đúng ra mình thấy ở nhà hàng cái cách phục vụ cho buffet sáng để cho khách đó thì rất là chu đáo nha các bạn. Bên đây còn nguyên dãy bàn rộng lắm, này có thể phục vụ khoảng 300 khách luôn. Bên đây cũng có một quầy nước uống nha các bạn. Thơm ép, nước chanh, dưa hấu ấy. Có trà luôn các bạn. Trà cà phê, cà lip tông, trà xanh.
sân này là sân sau thôi. Sân sau thì rất là đẹp, có bể bơi ngoài trời. Nãy mình có tham quan sơ đó là ba bể bơi lận nha các bạn. Người lớn cũng có rồi, dành cho trẻ em. Đó, như khu này các bạn thấy đó là dành cho em nhỏ nè. Từ từ mình tới xa xa đó là sẽ sâu hơn nha các bạn. Đó, có khu vui chơi, có dù, có giường để cho mình tắm xong rồi mình ngã lưng phơi nắng nha các bạn. Nhưng mà ở đây giấc sáng thì rất là đẹp và mát. Còn trưa thì nằm không nổi đâu, hơi nóng. Tại qua mình cũng đã ở đây rồi, mình ở đây đã được 2 ngày rồi các bạn. Khách sạn thì có những phòng ngủ từ bên dãy này nha các bạn, dài qua tới dãy bên đây. Đó, mình thấy là rất là lớn. Ở phía xa xa đó là có khu vui chơi của trẻ em nha các bạn. Bên đây nè, mé tan trái của mình nè, cũng có thêm hai cái hồ bơi nữa. Đó, ở khu này có bun ba. Cái này là phục vụ giống như cho hồ bơi nha các bạn. Hello, chào các bạn nha. Tính ra nãy mình cũng có chia sẻ ăn buffet ở trong nhà hàng đó, thì theo đánh giá của mình là rất ngon nha các bạn. Đồ ăn thì rất là nhiều món, phong phú, ngon, và cách phục vụ cũng rất ân cần, chu đáo, sạch sẽ nha các bạn. Đối với mình thì nếu mà có dịp mình ghé lại lần nữa ở Phan Thiết thì chắc mình cũng phải ghé khách sạn Mũi Né Bay nha. Ở đây nói chung là dịch vụ từ ở phòng khách sạn cho tới khu vui chơi trẻ em, tại vì mình có con nhỏ đó. Rồi nói chung còn nhiều dịch vụ khác mình thấy cũng rất là tốt. Mình ở đây thì bữa nay nữa thì chút nữa rồi gia đình mình với là gia đình anh Thảo, gia đình mình Xuyên nữa sẽ về nha các bạn. Thì mình cũng đánh giá rồi, mình cho khách sạn này được khoảng 9 điểm, đối với mình là tuyệt vời nha các bạn. Thôi, chào các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn.